Tin quan trọng cho quý ông, nếu quý vị đang gặp trở ngại trong sinh hoạt phòng the và các thuốc khác như Viagra, Cialis không đem lại hiệu quả mong muốn, không phải một mình quý vị, nhưng xin đừng bỏ cuộc. Tại Boston Medical Group, chuyên khoa phục hồi sinh lý nam, liệu pháp Boston đã giúp hơn 98% quý ông tìm lại được hạnh phúc chăn gối. Liệu pháp Boston đặc chế các dược phẩm đã được FDA chấp thuận để phù hợp với sức khỏe và nhu cầu của từng cá nhân. Bất kể quý vị có bệnh tiểu đường, cao áp huyết, bệnh tim mạch hay nhiễm hoặc tuyến, liệu pháp Boston sẽ trị bệnh suy yếu sinh lý trong ngày khám bệnh đầu tiên. Hơn 1 triệu người trên khắp thế giới đã chữa trị theo liệu pháp Boston một cách an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Xin quý vị đừng chần chờ nữa. Hãy gọi ngay đường dây tiếng Việt 1-800-299-460 để lấy tập tài liệu hướng dẫn tăng cường sinh lý miễn phí, đồng thời nhận được một phiếu tặng 250 Mỹ Kim. Với 21 trung tâm chữa trị trên khắp Hoa Kỳ, quý vị sẽ tìm được một địa điểm thuận tiện nhất. Boston Medical Group là sự lựa chọn số 1 cho sức khỏe sinh lý nam.